Sau đây là đoạn clip quay lại cuộc gặp nhau giữa bà Dư Kim Sang ở đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh với ông Nguyễn Bá Kiều ở đường Hữu Minh Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh. Thì ngay trên một con tàu vận tải của Hải Quân, cái vị trí mà đó là một cái loài tàu hình giống như thế này, không phải cái số lượng này, cũng nói như thế này, cái vị trí mà để thất lạc của cháu ngay từ cái bình cảm chút lai cũng trùng với cái vị trí mà tôi tìm gặp cháu vào lúc 2 giờ sáng tại bình cảm Đà Nẵng, sau đó một ngày một đêm. Tức là cái vị trí trên tàu á, tức là cái bà kể lại là vị trí trên tàu là ngay cái mẻ sau gần buồng lái. Mà bên trước của tàu là có một quả đạn, rất nhiều người chết và bị thương, chúng tôi xuống tả thương và người sau cùng tôi tìm thấy là anh Hoài được một mình. Và đến đây chúng tôi chi tiết mà bà đã xác minh lại đúng như tình huống như vậy. Và với điều thuyết phục hơn nữa là quá nhân dạng của gia đình, thì tôi gặp người chị trước của anh Hoài và người em kể, tức là cô Kim Hà đó. Thì bởi nhân dạng của là ba người này là giống nhái mũ, là càng khẳng định cho với chúng tôi rằng đây là anh Hoài chính là người thân của trong gia đình, đó là một cái điều rất là may mắn. Vậy thông tin xuyên suốt như vậy chúng tôi khẳng định rõ ràng là anh Hoài là người thân gia đình, và anh Hoài chính là đối tượng tìm kiếm của gia đình, và gia đình cũng là chính đối tượng tìm kiếm của tôi là về thân nhân của anh Trần Xuân Hoài, mà trước đây tôi đã tạm đặt tên là Nguyễn Ngọc Hoài.